Rồi bóp anh. Ok, chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ dẫn em làm một cái mạch nháy F1 cho đèn hậu xe máy nhé. Đó, đây là món mạch mình mới làm xong luôn và mình cũng định đổ vào xe luôn. Đó, đây là một cái mạch nháy F1 đèn hậu xe máy nhé. Đó, và thực tế là trên thị trường ấy, hiện tại thì người ta cũng bán một số bóng LED mà nó tích hợp sẵn luôn cái chế độ nháy F1 rồi. Nhưng mà đây là mạch bóng LED mà nó sử dụng IC ấy, thì tất nhiên là độ bền nó sẽ không cao. Đó. Vậy anh em nào mà muốn độ chế hoặc là muốn tìm tòi cái kia thì có thể dùng mạch này để mà tích hợp cho xe máy nhé. Tức là em có thể dùng luôn là cái bóng zin xe máy nhé. Đó, em dùng luôn bóng zin này chứ không phải là dùng bóng led. Đó, khi mà bóng này nó cháy thì em đi thay thế thì cái giá thành của nó ấy, nó sẽ rẻ hơn. Còn em mà dùng bóng led mà mua trên thị trường sẵn ấy thì nó giá thành nó khá là cao. Đó, và bạn này ấy, thực tế là mình chỉ dùng là ba cái relay này, ba cái relay thôi, cho nên là cái độ bền của nó khá là cao. Nó không dùng IC này, nó chỉ dùng ba relay này và hai con tụ này và một con MOSFET này thì nó có thể tạo ra một cái mạch nháy F1 nhé. Và cái mạch này ấy, thì nó nháy hoàn toàn là y chang so với cái mạch nháy F1 trên thị trường nhé. Tức là nó không phải là nháy không thôi mà nó có thể có, tức là nó không phải nháy không nhá, mà nó vừa nháy này và nó có vừa cái và nó vừa có cái thời gian tạo chế nhá. Đó, tức là em nhìn bên ngoài ấy, và cái tốc độ nháy ấy, thì nó y chang so với cái mạch nháy F1 trên thị trường luôn, tức là bóng LED ấy. Này, và mạch này ấy, là mạch đầu tiên mình có thể là mình khẳng định luôn là mạch đầu tiên mà mình làm trên YouTube nhá. Đó, thì mình thấy là một số kênh ấy người ta có làm rồi, nhưng mà họ chỉ làm là cho bóng đèn ấy nó nháy thôi chứ nó không là nháy tắt nhá. Tức là nó khi mà bóc thắng vô ấy là nó chỉ nháy thôi chứ nó không có thời gian tạo chế nhá. Đó, còn cái mạch này ấy, khi mà em bóc thắng vô là bóng đèn nó nháy này và nó nháy một lúc nó tắt. Đây, một cái mạch khá đơn giản luôn. Rồi giờ thì mình sẽ test em xem cái mạch nháy F1 này nhá. Rồi, ở đây là mình đã cặp sẵn bình 12V này, bây giờ thì mình sẽ cặp dương nhá. Đây, đây tức là anh em bóc thẳng vô là nó sẽ có dương bình nhá. Đây, để ý này. Đó, em để ý là nó nháy khoảng 1 giây nó tắt nhá, 1 giây nó tắt, tức là nó sẽ không nháy liên tục nhá. Đó, nó y chang so với bóng lạnh nháy F1 bóng LED nháy F1 luôn nhá. Đây. Đó, em để ý là nó nháy y chang so với bóng LED F1 luôn. Đó, tức là nó vừa nháy này và nó có vừa có thời gian tạo chế luôn. Đây. Đó, nó nhảy y chang so bóng LED F1 luôn. Đó, bây giờ thì mình sẽ đưa ra sơ đồ anh em tham khảo nhé. Rồi, và đây là cái sơ đồ mạch chớp F1 đèn hậu nhé. Đó, thì đây là mình dùng 3 delay nhé. Thực tế thì mình có thể dùng một delay cũng được, hoặc là mình không dùng delay luôn. Nhưng mà đây là mình dùng 3 delay này để cho nó bền hơn và nó dễ làm hơn. Chứ nếu mà mình dùng MOSFET không ấy thì nó sẽ rất là khó làm nhé. Đó, rồi đây là mình dùng 3 delay và delay này là cái delay 5 chân nhé, cái này thì ai cũng biết rồi nhé. Và mình dùng một con phét này, với đây phét mình dùng con 80-70 này. Đó, rồi ở đây là mình có ký hiệu nhé, chân 1, chân 2, chân 3 này và chân thường mở này và chân thường đóng này, chân 1 và chân 3 này tức là hai cái chân cuộn dây ấy. Đó, còn chân 2 này là cái hai cái chân chung này, còn đây là chân thường đóng nhé, đây là chân thường mở này, TML thường mở này. Đó, ba con nhé. Rồi, và cái chân thường đóng sẽ đấu chung với chân 1 nhé, chân thường đóng sẽ đấu chung với chân 1 này. Và chân 1 và chân 3 này sẽ đấu song song với một con tụ 2200mA 35V. Dương tụ sẽ đấu ở chân 1 này, còn âm tụ sẽ đấu ở chân 3, tức là cái chân 3 này cũng là cái chân nhận điện âm nguồn nhé. Đây, đấu xuống mát này. Rồi, và cái thứ hai cũng vậy nhé. Cái thứ hai cũng vậy thì cũng từ cái điểm thường đóng này sẽ đấu chung với cái chân 1 này, và chân 1 và chân 3 này sẽ đấu song song với một con tụ 220mA 35V này. Dương tụ sẽ quay về chân 1 này, còn âm tụ sẽ quay về chân 3 nhé. Và chân 3 này cũng là cái chân đấu xuống âm nguồn này, đây xuống mát này. Rồi, và chân 1 của cái thứ nhất này, anh em sẽ đấu vào cái điểm giữa, tức là cái chân 2 của cái delay thứ hai nhé. Đây. Chân 1 và chân 3 tức là chân G và chân S của con MOSFET ấy, anh em sẽ đấu song song với một con chở 10G này. Con chở này nó sẽ có nhiệm vụ là để xả điện mát này. Đó, tại vì cái này là khi mình ngắt relay ấy thì nó ngắt luôn chứ nó không nhập về mát nhé. Đó, cho nên là mình phải dùng con trở này để mình xả cái điện dương cho con MOSFET này. Đó, nếu mà cái này ấy, khi mà nó ngắt dương nguồn ấy mà nó nhập về mát ấy thì cái con FET này nó sẽ mất trạng thái này. Còn đây là mình không nhập về mát ấy, cho nên là mình nó sẽ giữ trạng thái nhá. Cho nên mình phải dùng con trở này để mình xả mát cho nó này thì nó mới không giữ trạng thái nhá. Thì mạch này nó mới nháy được nhá. Đấy, đấu vào một con trở 10 kg này, từ chân 1 đến chân 3 là đấu vào một con trở 10 kg này. Rồi, và chân 1 này thì mình đấu chung với chân thường đóng này, thì mình cũng đấu nối tiếp qua một con chở 1kg này và đấu vào chân 1 này, chân 1 của phét nhé. Con chở này nó sẽ có nhiệm vụ là để hạn dòng cho phét này nhé. Thì đây, tại vì đây là mình kích bằng F12V cho nên mình phải có con chở 1k này để mình hạn dòng nó xuống thì nó mới kích được nhé, không là con phét này nó sẽ chết ngay nhé. Rồi,
chân 3 của phét này, sau đó xuống mat nhé. Rồi, và từ chân 2 của phét này, anh em sẽ đấu vào cái điểm thứ nhất hoặc là điểm thứ ba của cái delay nhé. Đó, thì đây là mình đấu xuống điểm thứ nhất này. Đó. Còn cái điểm thứ ba, tức là cái điểm còn lại, thì mình sẽ đấu chung với lại cái điểm giữa của cái thứ nhất nhé. Đấu chung với điểm giữa của cái thứ nhất này. Và sẽ đấu chung với lại cái điểm giữa của cái delay thứ ba nhé. Đó, và cái điểm này cũng là cái điểm nhận dương sau thắng, tí tí mình sẽ nói sau nhé. Rồi, và đây là cái bóng đèn hậu này, thì đây là cái bóng đèn hậu nhá. Thì bóng đèn hậu này thì nó sẽ có 3 giây nhá. Thì một giây mat này và hai giây dương này. Thì giây mat này anh em sẽ giữ nguyên nhá. Thì mat này cũng đấu chung với lại cái mat của cái này này và cái này và cái này nhá. Rồi, tiếp theo là đến cộng đèn mờ này. Cái này thì khi anh em đề máy và anh em bật bật cái đèn có đèn phá thì nó sẽ có đèn mờ đằng sau hậu này. Đó, thì cái này thì sẽ giữ nguyên nhá. Rồi, tiếp theo cái giây còn lại là cái giây dương đèn sáng tỏ nhá, tức là khi bóc thắng thì đèn sẽ sáng nhá. Đó. Thì cái dây này anh em sẽ tháo đèn hậu ra và anh em sẽ cắt chì ra nhá, cắt chì ra. Thì thông thường thì xe mình là cái dây này là cái dây màu xanh lá cây nhá, xanh lá cây thì mình sẽ cắt nó ra, thì mình sẽ cắt chì ra. Rồi, và cái dây mà từ bóng đèn ấy, cái dây mà nối với bóng đèn ấy, thì mình sẽ đấu vào cái điểm thường mở của delay nhá. Rồi, còn cái dây mà từ thắng xuống ấy, cái dây mà từ thắng xuống ấy thì khi bóc thắng ấy thì nó sẽ có cái điện dương này, thì mình sẽ đấu ở điểm này. Thì khi bóc thắng ấy thì cái điện dương này thì nó sẽ được cấp vào đây, thì cái mạch này nó sẽ nháy này và nó làm cho cái lời đen này nó đóng dương nguồn cho cái bóng đèn này nó sáng nhá. Đó. Rồi, và cái nguyên lý ấy, thì cái delay thứ nhất này và cái delay thứ hai này tức là hai cái delay tạo xung nhá. Đó. Thì cái nhất này thì nó sẽ tạo cái xung chậm này, tức là cái tạo cái hiệu ứng nhấp nháy chậm ấy. Còn cái delay thứ hai này là cái delay tạo cái xung nháy nhanh này, nó sẽ có cái nhiệm vụ là nó tạo nháy chậm này, thì nó là cái tạo độ trễ. Thì cái hai này nó sẽ có nhiệm vụ là tạo cái xung nháy nhanh này. Đó. Thì khi mà nó tạo ra hai cái nó tạo nhau ấy thì nó sẽ có hiệu ứng là nháy tắt. Đó. Thì nó có hiệu ứng là đèn chớp F1 nhá, nó y chang so với mạch dùng IC luôn. Đó. Rồi, và cái này anh em có thể thay đổi tốc độ bằng cách là thay đổi cái con tụ này. Con tụ này càng cao ấy thì cái tốc độ nháy nó càng chậm, còn tụ này càng nhỏ ấy, thì cái tốc độ nháy nó càng nhanh. Đó. Thì là mình căn chỉnh rồi, mình căn chỉnh nó y chang số bóng lánh nháy F1 trên thị trường rồi, cho nên anh em cứ làm theo cái này thì có thể tạo ra một cái mảnh nháy F1 hoàn chỉnh nhé. Và con phép này nó sẽ có nhiệm vụ là để kích cho lời đen này thứ ba này hoạt động này, tại vì là mình không đấu trực tiếp qua cái lời thứ hai được, tại vì là đến mình đấu đèn này trực tiếp qua cái lời thứ hai này ấy, thì nó sẽ lấy hết áp của tụ này thì mạch này nó sẽ không nháy nhé, cho nên mình phải dùng qua một cái con phép này để mình kích cho cái lời thứ ba này nó nháy theo cái xung nháy của cái nhất và cái hai tạo ra này. Áp kích con phép này nó cần khá là nhỏ nhá, cho nên là nó sẽ không làm cho con tụ này nó hết áp này, cho nên là mình phải dùng con phép này để mà mình đóng nguồn cho cái thứ ba này nó nháy theo cái xung nháy của cái nhất và cái hai tạo ra nhá. Đó, thì thực tế là mình cũng có thể làm cái mạch nháy bằng một delay cũng được luôn, nhưng mà nó sẽ phải phức tạp hơn rất là nhiều, cho nên mạch này thì mình tạo ra bằng ba delay này, tuy là nó hơi to nhưng mà nó cái độ bền nó sẽ khá là cao và nói chung là nó sẽ dễ làm hơn so với mạch khác nhá.